Gì vậy anh Cá? Làm gì vậy? Nóng chứ gì. Trời ơi, nóng thì ta ở trong nhà, tao mở máy lạnh đi, ra ngoài đây làm chi? Em thấy ngoài đây nó mát hơn trong nhà nhiều nên mới ra đây nè. Trời ơi, cái máy lạnh phòng khách nó hư rồi, không có làm việc được. Gì? Cái máy lạnh phòng khách mà hư hả? Ủa em mới xài nãy ok mà. Hư rồi, chứ không thôi anh chạy ra đây làm chi? Trời ơi, anh hư vậy thôi anh lên phòng anh đi, chứ anh ở phòng khách làm chi? Em biết tính anh tình nghĩa mà. Anh đâu thể nào mà lên phòng anh rồi mát một mình anh, rồi để em ở đây chịu nóng chịu khổ vậy được. Còn anh em của mình nữa làm chi? Hồi nãy giờ em có than cái chịu khổ nào đâu anh. Nhưng mà thằng Hưng, thằng Lý nó sẽ khổ. Thì nó ngủ đói giờ, tối nó ngủ hoàng rồi có sao đâu. Nhưng mà anh phải chạy deadline nữa. Thì bây giờ anh chạy deadline thì anh cảm giác cái phòng khách nó không có máy lạnh. Thì anh đem máy tính ra ngoài đây anh ngồi anh làm được không? Ngoài này mạng yếu. Còn không thì bây giờ anh đi chạy ra quán cà phê đầu đường, nó có wifi, nó có phòng máy lạnh kìa, vô đó còn ngồi. Đi từ đây ra ngoài đó sốc nhiệt rồi xong rồi bắt đầu nó choáng. Rồi xong rồi giờ mình chạy xe nó không an toàn, lỡ tông chúng người ta gây tai nạn nguy hiểm rồi sao. Em không có tính toán gì chứ tình ơi. Có khổ quá vậy thôi anh kêu người tới sửa đi. Nhưng mà anh kêu người ta không qua. Sao vậy? Nó là bận đi ăn đám giỗ vậy hết rồi. Vậy chừng nào nó ăn đám giỗ sao không qua? Ngày tối khuya mới qua được. Thì vậy không thì mai. Ngày mai là trễ deadline rồi, đền hợp đồng mấy trăm triệu lận. Ủa rồi sao tự nhiên có cái chuyện đó không anh ngồi nói em hoài vậy? Ủa thì giờ nhà con có em không biết nói với em nói với ai. Em thấy cái vấn đề đó rất là đơn giản. Bây giờ em không có nhu cầu ở cái máy lạnh đó. Còn nếu mà anh thích thì anh lên phòng anh mở đi. Tiền điện cũng là em trả chứ không phải ai trả đâu. Ủa mà Hưng sao chưa về nữa ta? Còn không á, Hưng về đi em lấy cái thùng đá bào của nó. Em chế thành cái quầy cho anh. Thưa anh em mới bán về. Trời gì ghê vậy? Sắp đặt quá vậy. Thằng này linh lắm nè. Mày đâu ra mới về vậy? Hôm nay đi bán về sớm vậy? Dạ. Đá bào đó rồi. Đá bào hết đá rồi. Đù. Sao hết đá? Ý là hôm nay bán đắt quá hết đá hả? Đúng rồi, trời nóng á. Trời nóng cái nó đá nó tan hết là thành nước rồi đổ. Vậy cái chỗ đúng rồi cũng là chỗ nào? Thì đúng rồi là hết á. Là hết là không phải là bán cho hết hả? Đúng rồi, là đổ hết rồi. Đúng rồi, thời tiết này tao tưởng rằng là người ta phải mua nhiều hơn. Nhiều khi đá nó chưa chảy là người ta đã ăn hết đá bào của mày rồi. Bởi không? Nhiều lúc những cái chuyện mình nghĩ chưa chắc nó là sự thật đâu. Còn mình nghĩ theo logic nhưng mà thực tế nó không có giống vậy. Rồi xui luôn. Máy lạnh nhà hư chịu không biết sao. Cái gì? Máy lạnh phòng khách hư rồi hả? Chết rồi sao em ngủ đây? Trời đất, nóng chết luôn á. Gì? Ê ê, chưa có nói máy lạnh phòng khách mà sao mày biết là máy lạnh phòng khách? Đúng rồi. Em ngủ ở phòng khách thì nói máy lạnh thì chỉ có máy lạnh phòng khách hư thôi, chứ không lẽ anh nói kể vậy mà máy lạnh phòng anh hư. Kỳ. À là mày đóng mò đại. Đúng rồi, vô tình thôi. Đóng mò trúng cái miệng lẻo lẻo. Thì giờ chịu khó đi. Tối nay ngủ quạt, mày cũng ngủ quạt mà. Ủa sao chưa nắng ra tắm nắng hả? Ủa lấy sách gì vậy? Bộ đồ nghề. Bộ đồ nghề gì vậy? Mới đâu về? Đi sửa máy lạnh cho người ta. Vậy? Đồ. Vậy? Trời. Gì? Nay Lý biết sửa máy lạnh luôn hả? Đâu phải nay mới biết sửa, tao biết sửa đó giờ rồi mà. Trời. Wow. Khoan nha. Cái khúc này là anh cũng bất ngờ nha, hồi đó giờ anh không biết em biết sửa máy lạnh. Đúng rồi, luôn tao cũng đang cảm thấy ngờ ngợ về cái công việc mới của mày luôn á. Không nghe tao lại Trần Thiên Lý. Trên thông thiên văn dưới tường địa lý. Rồi liên quan gì đến cái việc mà sửa điện lạnh? Cái chữ địa lý viết tắt là DL. Mà DL cũng là viết tắt của điện lạnh. Trời ơi, anh Lý giỡn mày thôi. Giờ quá ê, mày đừng có lương lẹo nha. Lẹo nào, tại vì mà cái kiến thức của mày chưa chạm tới đó thôi. Thôi em đừng hỏi nữa, em càng hỏi là càng rối. Ừ, nó trả lời là một hồi em rối não luôn. Lý, sẵn đây, có một cái chuyện nhờ em nè. Trời, anh mà nhờ một cái thôi là cái máy lạnh phòng khách em vô em sửa liền. Trời ơi. Ủa chú nói mà anh Lý biết cái sao mày biết cái máy lạnh phòng khách hơn. Anh Lý hay quá. Đúng rồi. Mùa này thì máy lạnh nó dễ hư mà, bởi vì tao mới đi sửa máy lạnh nè. Nhưng mà tại sao phải là phòng khách không phải là phòng của anh Cá? Hồi nãy đi vô nghe thằng Hưng nói đúng không? Đúng rồi. Cái miệng này bài hải chưa gì hết là nó đã trừ ơi máy lạnh phòng khách hư rồi. Coi em sửa nè. Đi sửa máy lạnh thôi. Thiên văn dưới tường máy lạnh mà. Ok. Đi anh đi em cần này thôi. Đây. Dạ. Tao nói cho mày nghe nè. Mày có nghĩ rằng á là sư phụ của mày á nó làm được không? Em nói cho anh nghe, anh Lý giỏi dữ luôn á. Giỏi cỡ nè. Anh Lý cái gì anh Lý cũng biết làm. Hồi bữa xe em hư đó, cái Lý sửa hả ống nước nhà mình á trơn tru hết luôn. Gì? Ủa mày đang nói gì vậy? Mày có biết là mày đang kể câu chuyện A với câu chuyện B nó liên kết gì với nhau không? Thì đúng rồi, nó đâu liên kết mà, tại em sợ em kể câu chuyện kia nó ngắn quá anh không có tin. Rồi tao hiểu rồi, tao biết sư phụ mày sửa được rồi. Không ai chính xác rồi. Nhờ cái miệng rồi đó. Sao chưa? Sao chưa? Cái gì vậy da? Nặng quá. Ba mấy ký mày da. Trời ơi, anh có chắc á là thằng quỷ này nè nó làm được không? Này lúc nào nó cũng có nhiều cái cách rất là hay. Anh tin thằng Lý sư đệ của anh. Em nói thiệt với anh nha,
không có thằng nào mà đi sửa máy lạnh đó họ đem có cái túi này không. Ít ra người ta phải đem mấy cái bình bơm ga rồi trời ơi coi bấm quẻ bấm kiểu nó làm như coi bối không bằng. Em mà cũng là lần đầu tiên thấy mà sửa máy lạnh kiểu này nha. Thì đó nhìn vậy ai mà tin tưởng. Nhưng mà anh tin nó, nó chưa bao giờ làm anh thất vọng. Đúng không Lý sư đệ? Ra rồi. Ấy đó. Để gì á? Cái máy lạnh này nó cũng giống như con người vậy. Nó có một cái linh tính của nó trong tâm hồn á. Thường thường con người mà bị vết thương trong tâm hồn là bề ngoài của họ nó rất là tiêu cực. Máy lạnh này nó đang tiêu cực. Nó nghe nè, mấy cái chuyện đó đi ra ngoài đầu đường á, gặp mấy đứa nhỏ nhỏ kể với tụi nó nghe ha. Chứ tao lớn rồi, tao không có tin mấy cái vụ mà sửa mấy cái này bấm quẻ rồi nó xàm nó điên khùng. Lớn mà chưa mở cửa tâm hồn, cho nên cuộc đời mày cũng chỉ là một đứa to xác trong tâm hình con nít thôi. Khoan, đừng có hoang đường là sao nữa, tao mở giải thích cho mày lắm. Anh thấy chưa, máy lạnh này cũng giống con người, mình phải có những cái gì đó đời sống tinh thần thì mình mới làm việc tốt được. Mấy năm nay là bào nó quá, đời sống tinh thần của nó rất là thiếu thốn. Bây giờ là kiếm cho nó một con bồ đi. Ủa mà sao nghe kể giống tình quá vậy? Gì nữa, lại lo em vô chuyện tình cảm của em. À, bây giờ thầy coi giùm em á, sửa này sao? Chứ em thấy thầy nói quá không có làm được. Tiếng nói của phạm nhân lúc nào nó cũng nghe nhẩm nhí ha. Đây để thánh nhân sửa cho con nè. Nhưng mà khoan, cổ tay chi vậy mấy cha? Sửa gì? Khoan đang căng thẳng. Bây giờ nếu mà sửa không được á thì mày tính gì hả tao? Tao mua tao đền lại cái mới. Quá đã, ok. Thí dụ mà tao sửa được thì mày tính sao? Nếu mà mày sửa được á, bao nhiêu tao cũng trả cho mày hết á. Yeah. Ủa khoan, hồi nãy ai nói kinh tế đi xuống đồ dữ lắm mà. Mấy cái kèo đó là kèo lớn, còn mấy cái kèo này á em chắc chắn là em thắng rồi, cho nên là on in. Ok, on in rồi thì phạm nhân ngồi xuống. Để thánh nhân sửa chữa nó cho. Đây thầy Lý, em thấy anh dạo này là hơi sao sao với nó rồi đó. Đây coi em sửa chữa nè, mình chỉ cần tìm đúng vị trí trái tim của cái máy lạnh, mình gõ cửa tâm hồn nó, nó mở cửa tâm hồn ra, nó hoạt động trở lại bình thường. Máy lạnh bên trái nằm đây, cho nên tim nó nằm bên cái góc này. Liên quan gì đâu? Tại nó không phải con người. À tim nó nè, nó đang rất là nguội lạnh. Xong rồi đi vô đi. Gì? Ê, cái gì vậy? Anh thấy chưa? Anh thấy nó vô chi chưa? Mày mới làm cái gì? Tao gõ cửa trái tim. Trời ơi, nè, giờ vô trong đó mà mở mà lạnh được hả? Kiểu gì tao cũng chơi với mày, con nít. Đúng là dâm ba cái thằng nói nhiều. Để tao xem. Ui lên nè. Đó. Wow, thiệt là thần kỳ. Yes, đúng là Lý sư đệ của tôi. Trời ơi, mát 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 lạnh. Lạnh quá. Mát quá nè. Mỗi khi em ra tay em còn sợ em mà. Trời ơi, máy lạnh. Làm như máy lạnh bị hư hẳn không bằng nữa. Chỉ là nó không có cái hơi lạnh thôi. Thế bây giờ lạnh này nè. Nhưng mà mới mở mà em thấy nó mát mát nhẹ thôi chứ làm gì đâu mà lạnh ngắt đâu. Nè, giảm xuống 16 độ nè. Mát quá. Mày thấy lạnh không? Em thấy nó cũng hơi mát mát. Nó đói không? Rồi. Ta chỉ lờ đèn quang đây nè. Máy lạnh chứ không phải máy đông không có nổi. Máy lạnh thì mở từ từ nó mới lạnh chứ. Sao? Sao? Gì? Tiễn. Hồi nãy đứa nào hồi nãy nói là ta chỉ cần tao sửa được là bao nhiêu cũng trả, giờ tính nuốt lời hả? Anh làm chứng nha. Khoan nha, tao chưa nói gì mà. Nói gì nói đi. Bao nhiêu? 1 triệu. Cái gì? Mày mới chọn có 3 cái mày đòi lấy cho 1 triệu. Gõ 3 cái, tiền công là 30 ngàn thôi. Còn tiền ra được cái chỗ nào để mà gõ cho nó hoạt động trở lại, cái đó là kinh nghiệm, cái đó là kiến thức. 970 ngàn nó nằm chỗ đó. Lẹ. Sao mày cảm giác mày mở máy lạnh mà thấy người ta nó nóng luôn á? Nhưng mà anh thấy đúng á. Tại vì em bỏ 1 triệu mà thứ nhất là em sửa được cái máy lạnh, thứ hai là em có được một bài học quá là đáng giá trong cuộc sống luôn. Anh thấy đáng mà. Ai cũng thấy đáng hết. Em trả tăng lên đi, lạnh quá. Ừ, anh nghĩ là phải tăng lên chứ không thôi anh ở đây ngồi anh bị... Chịu hả? 1 triệu. Nhưng khỏe nha. Rồi mát rồi đúng không? Mát mẻ trở lại rồi. Còn nóng được nữa. Đi rồi. Thôi. Rồi đi vô thôi, bữa nay sửa 1k thôi là được rồi. Chia nha. Rồi đây anh chia cho 400 nè. Nóng nóng làm sao thì đã nắng nóng đã bực bội còn mất 1 triệu nữa. Chọt chọt chia diễn cá. Mày 100 nữa Hưng. Ê ê ê nha nha, tao phát hiện rồi nha.